Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Tiềm Năng. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị khám phá một căn nhà phố độc đáo nằm trong khu đô thị Zeitgeist tại Nhà Bè, Nam Sài Gòn. Và đây là một căn nhà phố ngang 7m, dài 17m, bao gồm một trệt và 3 lầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà này gây ấn tượng mạnh mẽ với kiến trúc hiện đại và sự tinh tế trong thiết kế. Với mặt tiền đường rộng rãi, căn nhà mang đến không gian sống thoải mái và tiện nghi cho cả gia đình. Tiện ích đa dạng. Ngoài không gian sống sang trọng, căn nhà còn được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như là hồ bơi, phòng gym và khu vui chơi trẻ em. Đây thực sự là nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Còn đối với vị trí thì khu đô thị này nằm ngay trong khu đô thị Zeitgeist Nhà Bè. Căn nhà có vị trí vô cùng là thuận lợi, gần các trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện và các tiện ích công cộng khác, giúp cho cuộc sống của gia đình sẽ trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Với an ninh đảm bảo, hệ thống an ninh chuyên nghiệp, khu compound này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Từ các lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho đến hệ thống camera giám sát hiện đại, mọi hoạt động trong khu vực sẽ đều được giám sát chặt chẽ, mang lại cảm giác yên tâm cho cư dân. Không gian sống đa dạng. Bên trong căn nhà bàn giao thô, cư dân sẽ tìm thấy các không gian sống đa dạng, từ phòng khách thoải mái cho đến phòng ngủ tiện nghi và không gian làm việc linh hoạt. Mỗi không gian đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và phong cách sống của cư dân. Thiết kế thông minh của căn nhà sẽ tối ưu hóa được sử dụng ánh sáng tự nhiên, giúp tạo ra một không gian sống sáng sủa và thoáng đãng. Các cửa sổ và cửa kính lớn mở ra không gian ngoại cảnh, tạo cảm giác kết nối với thiên nhiên. Và đối với những đặc điểm này thì khu nhà phố trong an ninh tại Nhà Bè, Nam Sài Gòn không chỉ là một bức tranh của sự sáng tạo và tự do cá nhân, mà còn là một nơi lý tưởng để sinh sống. Như vậy, quý anh chị đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật thêm thông tin chi tiết và video thú vị về bất động sản và cuộc sống hiện đại nhé. Cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.